Ngay lúc này, người dì của anh Tấn 36 tuổi ra đi tại cầu Cần Thơ vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 đã đến tận nơi để đi tìm anh Tấn. Rồi câu chuyện thực hư như thế nào sau đây xin mời quý bà cô chú anh chị em cùng xem video. Nó làm không mà biết chuyện gì mình chưa có biết được. Dạ, tại vì đi làm hoài mình không biết. Không có nhà, mẹ cũng đi làm, rồi nó cũng đi làm luôn. Mẹ của anh Tuấn lớn tuổi chưa con? Sáu mấy. Sáu mấy mà còn đi làm. 70 trở lại à. Anh Tuấn được bao nhiêu anh em hết cô ha? Hai trai, ba gái. Dạ. Năm người. Giờ đang đi tìm người nhà nè. Dạ cô dạ. Là sao với anh Tuấn? Dì bà con ở sớm vậy đó. Dạ dì bà con ở sớm. Dạ. Người nhà của anh Tuấn hiện giờ đang ở đâu rồi cô? Chưa có biết là ở đâu này, đi ra ngoài đây hết rồi mà. Có điện thoại có bên người nhà không? Không thì đúng rồi cô, mấy cô gọi cho. Ở dưới chân cầu nè. Bây giờ nè, giờ mới đi tìm nè, giờ chưa biết. Ở dưới thấy đang cúng ở dưới chân cầu á. Thấy có bánh trái gì ở dưới đó. Chắc có lẽ là gia đình đang đi tìm kiếm ở dưới con sông đó đó. Có vài người không có bà con, không có họ hàng gì đâu. Dạ thì đang tìm kiếm ở dưới sông á. Có vậy là người nhà thuê ghe đi tìm mà hả cô? Chưa biết nữa, để đi ra ngoài đây hết trơn rồi. Dạ. Hồi sáng sớm tới giờ. Dạ. Bây giờ mới đi ra nè. Cô đi ra. Đi ra mấy sông ở đây nè chú. Cô đi bộ đi con dẫn cho cô đi. Dạ. Đó thì giờ. Bây giờ đó đây là dì của anh Tuấn nha quý bà cô chú anh chị, đang đi ra chỗ của anh Tuấn quý bà cô chú anh chị. Anh Tuấn anh đi làm á là thường về không cô? Từ ơi cô đi đá không mà cô ơi, từ từ đi. Cô đi nhanh quá, đá không đó. Dạ, thì thẳng xuống chân cầu luôn nè cô. Có anh rể của anh Tuấn hồi sáng có đến thắp nhang rồi cúng. Đây nè cô, đi thẳng thôi. Dạ. Thẳng xuống cô, đây. Cô có biết em Tuấn này làm cái nghề gì không cô? Không biết.
đó cô đi thẳng tới đó chỗ cúng đó. Lại đó cô cô kêu anh tính cái linh thiêng thì cho người nhà mau tìm thấy cô. Đây là cô lại rồi xích đây nè. Có nhang đó, có nhang. Đặt cho cô đi, có nhang đó cô. Đây là bà cô của Tuấn. Ban ngày có quạt không? Em có quạt không chú? Em có. Giờ cô thắp nhang cho anh Tuấn thôi quý vị. Thì quý vị ơi mình cũng cầu nguyện đi quý vị. Một lời cầu nguyện. Con. Ôi cô khóc luôn rồi quý vị. Bình tĩnh cô đi ơi, con. Bình tĩnh cô ơi. Cô giấy tên tuổi họ của anh Tuấn. Dạ. Nói lên đi cho mọi người thấy cô không đi nhà con ơi. Nói anh Tuấn ơi, anh cũng nghe cô vừa cầu nguyện đó. Anh Linh Thiên thì mau cho người nhà tìm thấy anh đi, anh Tuấn sẽ đưa anh về. Ở dưới sông này lạnh lẽo lắm. Dạ. Hộ độ cho gia đình gặp đi, đưa anh Tuấn về. Nói chung là cô đây chia sẻ, gia đình cũng rất là nghèo. Mẹ của anh Tuấn đi bán bánh mì đó quý vị. Cô cái Tết đâu ngọ là anh Tuấn đi từ thành phố về hay gì sao cô? Thầy chắc là đi thành phố về tới đây luôn đó, chưa về nhà. Chưa tới nhà luôn nha. Cô có nghe cái thông tin mà em Tuấn bỏ lại xe hay là gì trên cộng không? Hồi sáng thì nghe nói hôm qua. Ôi, đừng sáng. Bốn giờ, lúc 4 giờ đó là có người điện về cho người thân. Đó là Tuấn trước khi nó phóng cầu mà nó chết đó thì có điện về báo cho con cháu ở nhà đó biết. Đó. Ủa anh Tuấn điện về tôi báo trước hả? Báo trước rồi. À. Mà cô có nghe là cái người nghe điện thoại á là nói anh Tuấn điện về nói gì không cô? Đó là không có than phiền gì, nó là cứ thằng không cầu vậy đó. Có nói cầu nào không cô? Cần Thơ. Dạ nói địa điểm cầu Cần Thơ luôn. Dạ, ha. Đúng rồi. Lúc điện đó là mấy giờ á cô? Lúc ở trong nhà hay á khoảng 4 giờ. 4 giờ chiều hôm qua. Cô có nghe mẹ của anh Tuấn nói gì, anh Tuấn có gọi điện nói gì được không? Không nghe, chưa nghe, chưa gặp mẹ nó nữa nè, ra đây đang kiếm coi có đây gặp mẹ cầu về Cần Thơ chưa rồi. Đó. Thì đúng như lời anh Tuấn nói luôn quý vị. Tại chân cầu Cần Thơ luôn. Nghèo lắm luôn đó quý vị ơi, đã gia đình chiếm này, cái cầu. Dạ, hồi cô nói gì anh nghe nè, mấy cô dân 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 quý vị ơi. Giờ mình có cách nào liên hệ gia đình để cô có tìm được chưa cô? Điện thử rồi được không? Vòng đây mình chạy vòng vòng đây là gặp rồi mà. Tính nói là ở đây mình xuống mấy chân cầu là gặp hết cô. Đi vòng vòng đây là gặp mà nãy giờ có nãy thì nói Minh Vĩnh Long nè. Mộ với bên đây nè. Dạ thì đó bánh mấy cái nghe đi vòng vòng kiếm có. Có khi nào mà cô nghỉ tạm đi cái chỗ quán này đó cô? Phải có điện thoại là cô hay chú gì gọi gì nó vậy ha. Hơn giờ tối hôm qua tới nay cũng mòn mỏi rồi, nhờ sợ là người vô quán nghỉ một chút á. Không mà nãy mình thấy là ghe còn chạy đi tìm kiếm á. Ghe đang chạy tìm kiếm ở nhà đó con chú. Ở nhà hỏi lấy hội coi bà hai trăm hỏi bà hai trăm đi bà có. Đúng rồi, bây giờ mình điện truyền đi. Dạ đúng rồi đó, điện truyền đi chú để cũng cố gắng cầu nguyện cho anh Tuấn. Cô có nghe được cái thông tin là anh Tuấn trước đây vài ngày đã có biểu hiện gì lạ không cô? Có gì lạ không có ở nhà, không. Dạ. Có trong gia đình. Có điện gì nói chuyện gia đình gì không? Không nghe. Chỉ nghe điện báo là sẽ gieo mình tại cầu Cần Thơ này. À. Dạ. Chỉ như vậy thôi chứ không có nói gì buồn bã cái gì nữa cô. Có biết. Đúng rồi nha.
nếu mà đi làm vậy thì người nhà cũng đâu biết xảy ra chuyện gì đâu. Nếu mà ở nhà thì anh chị mẹ của anh Tấn cũng biết. Biết chuyện gì hết. Dạ, đi làm vậy buồn bã chuyện gì cũng không biết luôn. Coi như là mình nói như gái vậy đó. Dạ. Con bấm nó chơi với gái rồi, không có chơi với đàn ông trai rồi, nó không có lại gần chơi, nó hiền dữ lắm, chơi với gái rồi vậy đó. Thì đúng rồi, thì anh đó con trai chơi với con gái là phải rồi. Chơi với gái không à? Thì đúng rồi. Ý là tôi nói là nó có cái hơi hơi cái không có, nếu mà vậy là anh thích con trai chứ? Chơi với gái không à? Chơi với con gái. Không, anh tính với con gái vậy đó. À, nói chung là cái tính của anh Tuấn này mới vừa biết. Dạ đi, dạ đi lên con, đi qua đi không mấy, dài qua bên đây cả. Dạ. Dạ. Kiếm thấy là cũng gặp là người quen cũng quen nhiều lắm. Dạ, đi tiếp không vậy? Đi qua mấy bên kia để kiếm. Chú đang đi lên kia nè quý vị ơi, thì con cũng cầu nguyện cho mau sớm tìm được thấy anh Tuấn. Dạ thôi cô với chú đi cặp cái đường này kiếm đi ha. À, chúng con ở đây thì cũng kiếm cái phương tiện ha. Kiếm cái phương tiện để thuê để đi cặp giúp nó rồi. Dạ. Nghiệp lắm, không có cha có mẹ không. Dạ. Mà mẹ là thờ dữ lắm. Dạ. Luôn hiền bả. Dạ thôi chúc cô với chú đi thượng lộ bình an nha, cả nhà giúp đỡ nha. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ xin chào cô. Dạ cảm ơn cô chú nha. Tội nghiệp cô đi hồi sáng giờ từ bên Hậu Giang á, cô đi tới giờ này mới tới á, tại vì cô cũng không có gần đường á, kiểu như là cô tìm lòng vòng. Hồi nãy em thấy cô với chú tìm cái gì á, cho nên là hỏi là cô nói mới biết. Thì hiện bây giờ thì cô chú cũng đã đi rồi, thì em xin tạm dừng kết thúc video tại đây nha quý vị.